để đừng có đọng nước. Dùng cái này hữu cơ rất là sạch, nên là tải tính sát khuẩn thằng này rất là cao, cực kỳ an toàn, cực kỳ thân thiện. Bột này chỉ có đi mới có thôi. Đấy, đó giải pháp của em đấy. Các bác tiếp tục theo dõi toàn bộ những cái quy trình mà em đang làm trên đất đây. Em giới thiệu luôn cách làm của em nhá. Bây giờ em phải cào hết đất ra, cào hết cái phân này. Phân ở đây là các bác để phân không ủ gì, tại vì mầm bệnh rất là nhiều, cộng hai là bảo mía các bác có ủ vài tháng này các bác ra. Rồi phân lót này là lân khá là cao, là còn nguyên không tan được, trồng khá là sâu nhưng cái bộ rễ dưới đây hư hết rồi đấy. Thì bây giờ em là giải cái sản phẩm em nhá, là em sát khuẩn xung quanh đây nhá. Sau khi sát khuẩn xong á thì bắt đầu là em sẽ đẩy cái này đấy nhá. Em đẩy cái gì? Đẩy cái soy energizer go là dòng acid humic 100% nhá, hàm lượng hữu cơ 60% này, cộng với acid humic khoảng 65%. Còn đặc biệt là có những cái chất kích rễ này, ví dụ như là polysaccharide này, đây là một cái chất xuất hoàn toàn từ thực vật, thì các hàm lượng nó khoảng 550 ppm, nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đây là sản phẩm của công ty AD nhá, tất cả đây bọn em dùng sản phẩm công ty AD hết, hoàn toàn là humic nó khoảng 65%. Bọn em phải dùng cái dòng này tại vì bây giờ nó là mùa mưa, thì cho em cần với sự nhả chậm tan chậm, thì cái dạng này ở dạng granule, dạng viên rồi đó, nên nó nhả chậm tan chậm, thì em phải dùng cái này em đưa vào. Còn nếu mà mùa khô thì em phải dùng hàng dòng bột cơ. Này, mục tiêu là em khôi phục lại cái bộ rễ đấy thôi, chắc cái này em cũng không cần dùng tới 3 cân đâu, chắc là 2 kg là được. Cây này cây nhỏ mà, hoàn toàn là em dùng hữu cơ. Cái bột màu trắng này bọn em để dùng để sát khuẩn, thì cái này có tính sát khuẩn rất là cao, mà cái dòng này có thể là trộn với ví dụ là thuốc bệnh được, để quản lý các tất cả các dạng nấm ở trên lá. Thì bọn em đây có 2 dòng bột là bọn em tưới như này. Đây dòng bột đây. Cái này bọn em ghi là kin soy 120g cho 10m2, nhưng mà cây này nó thấp nên em lấy có nửa gói này thôi, em dại để còn nửa gói em sẽ dùng cho khác. Cái bột này là vô hại, nó rất là an toàn. Đấy, các bác thấy em dùng bằng tay mà. Nó rất an toàn. Nên em hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ này, các bác yên tâm. Xong bước 2. Bây giờ bước 3 thì bắt đầu bọn em sẽ dùng đến cái này. 100% là hữu cơ nhé các bác nhá. Đây chai như này thì do đây là đất ẩm thì em tưới một cái gốc này khoảng 5 lít thôi. Phú lấy khoảng 25ml này cho vào 5 lít nước và tưới đều. Cái này dùng khoảng 15 lít trong 1 hecta thôi mà. Ít nhỉ. Nó bật nhanh, nó toàn hữu cơ. Có thể cho 25 hoặc 30 được.